Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, vào chiều ngày 18 tháng 10 năm 2013, cơ quan này đang làm việc với ông Phạm Công Viên, 27 tuổi, công tác tại Công an quận 12, thành phố Hồ Chí Minh về vụ tai nạn chết người xảy ra trưa cùng ngày. Trước đó, khoảng 11 giờ trưa, ông Viên chạy xe mô tô 1.000 phân khối biển số 59A3-02393 trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang. Đến km số 1961+800 thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, thì tông vào ông Nguyễn Văn Tài, 76 tuổi, ở xã Thân Cửu Nghĩa đang dắt xe đạp đi bộ băng qua đường. Cú tông rất mạnh khiến chiếc xe đạp của ông Tài bị đứt làm đôi. Chiếc xe mô tô chạy khoảng hơn 50 mét nữa thì mất lái, đâm đầu xuống mương dọc trên quốc lộ và bị hư hỏng nặng. Ông Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang và chết ngay sau đó. Bước đầu xác định mô tô của ông Viên chạy không đúng làn đường, không giảm tốc độ khi lưu thông vào khu vực có biển báo người đi bộ băng qua đường.